Thưa quý vị và các bạn, siết chặt hơn nữa, hệ thống lại các quy định phòng chống dịch và xem xét công tác an sinh xã hội cùng việc cho học sinh tự trường là nội dung chính tại cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với 10 huyện, thị xã, thành phố diễn ra trong chiều nay. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản được kiểm soát tốt, tuy nhiên nguy cơ lây lan vào tỉnh là rất lớn, nhất là từ lái xe đường dài và người về từ vùng dịch. Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 29 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 274 ca bệnh, trong đó có 247 ca đã khỏi bệnh, còn 26 ca đang điều trị, 1 ca tử vong có bệnh nền. Toàn tỉnh không còn khu vực phải phong tỏa, còn trên 6.300 người đang phải cách ly y tế. Lấy được trên 75.000 mẫu xét nghiệm, tiến hành 6 đợt tiêm vaccine với trên 100.000 liều. Ban hành kế hoạch tổ chức thu dung bệnh nhân COVID-19 theo 3 tầng nguy cơ với 530 giường bệnh, cử 46 cán bộ đi đào tạo về điều trị bệnh nhân COVID-19. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá Hưng Yên cơ bản thực hiện tốt mục tiêu kép, sức khỏe, tính mạng của nhân dân được bảo đảm. Tuy nhiên, Hưng Yên chưa thoát khỏi nguy cơ tái bùng phát dịch trở lại, nhất là nguy cơ lây lan từ Hà Nội và miền Nam. Vì vậy, trọng tâm kiểm soát dịch hiện nay là từ các lái xe đường dài và người về từ vùng dịch. Trong đó, huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào cần có biện pháp kiểm soát cao hơn mức chung của tỉnh. Chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa và cố gắng hơn nữa. Và đặc biệt là chúng ta không lơ là chủ quan, mất cảnh giác trong cái việc phòng chống dịch. Phấn đấu là làm sao đấy chúng ta đạt, duy trì được một cách vững chắc Hưng Yên và 10 huyện, thị xã, thành phố của chúng ta thực sự là vùng xanh. Và chúng ta cần phải xác định rõ là chúng ta thiết lập một cái tình hình mới là dịch sẽ tồn tại lâu dài và chúng ta không có cách nào khác để chúng ta không chỉ chống đâu mà chúng ta còn phải thích ứng với cái tình hình mới, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn yêu cầu các chốt thực hiện chặt chẽ hơn nữa việc kiểm soát người và phương tiện. Cần thiết sẽ tăng cường thêm các chốt cấp tỉnh, có thể bố trí test nhanh tại các chốt cấp tỉnh và một số chốt trọng điểm cấp huyện liên quan đến đường 5 và tiếp giáp với Hà Nội. Chúng ta phải tiếp tục vẫn tuyên truyền vận động nhân dân, là vận động người thân ở các vùng dịch là tạm thời không về quê hương lúc này. Đây là một nội dung rất quan trọng trong việc phòng chống dịch. Vì chúng ta làm tốt nội dung này thì hạn chế tất cả các nguy cơ tiềm ẩn mà mang lại F0 về cho tỉnh. Và chúng ta phải thường xuyên trên loa, một ngày trước là 6 lần thì bây giờ ta vẫn duy trì 6 lần. Ở các giờ cao điểm, các giờ mà nhân dân nghe được, tức là buổi sáng sớm, buổi trưa, đầu giờ chiều, cuối giờ chiều và buổi tối. Đây là một nội dung quan trọng, không có gì bằng nhân dân. Đó là chiến tranh nhân dân thì nhân dân vào cuộc tích cực. Về năm học mới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tổ chức khai giảng trực tuyến, học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 tổ chức học trực tuyến. Riêng đối với học sinh lớp 1, cần có kế hoạch cụ thể về việc tổ chức học đảm bảo an toàn cao nhất. Tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ gạo cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi với mức 10kg gạo một người, để nhanh tiến độ tiêm vaccine theo thứ tự ưu tiên là lái xe đường dài, nhân viên quán cắt tóc gội đầu, nhân viên siêu thị, tiểu thương tại các chợ, nhân dân và giáo viên, để nhanh tiến độ xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.